nào chúng ta bắt đầu? Tức là từ nay tôi sẽ dành một ít thời gian, nếu con thời gian rỗi thì tôi sẽ tranh thủ tôi trình bày với các thầy cô một số những cái mà theo tôi thì nó có quan trọng và nó liên quan đến cái chương trình của chúng ta. Thực ra cũng khó biết là không biết nói nào cho nó đầy đủ được, với nó nhiều vấn đề lắm, nhiều chủ đề lắm, nhưng mà tôi sẽ mỗi hôm nó sẽ nói về một cái chủ đề riêng độc lập, nhưng cũng có thể nó liên quan đến nhau. Tức là nôm na là chương trình của chúng ta, cái chương trình những ai mà dạy cái định hướng CS của lớp 11 năm nay này, thì chúng ta sẽ phải đồng thời sẽ phải học nhiều thứ và dạy đồng thời nhiều thứ. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải dạy học sinh theo cái đường chính của chương trình, tức là dạy cái nôm na là cái hướng là gì, là cấu trúc dữ liệu và giải thuật, nhập môn về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, đó là cái mạch kiến thức chính nhé. Thì trong cái mạch kiến thức chính đó thì nó có mấy ý như này này. Thứ nhất là chúng ta sẽ xuyên suốt của nó là nó có hai cái mạch, một là liên quan đến cái nôm na là ba mạch đi. Thứ nhất là cái cấu trúc dữ liệu cơ bản. Đấy. Ý thứ hai là những khái niệm liên quan đến thuật toán. Chả biết để modem đâu mà máy tính chả bắt nổi. Liên quan đến thuật toán, phân tích thuật toán, đúng không? Đánh giá thuật toán, chứng minh thuật toán, đó là một cái mảng thứ hai. Cái mảng thứ ba là liên quan đến kỹ thuật lập trình. Đấy. Ba cái mảng đó thật là vì chúng ta sẽ phải thực hành trên phải lập trình, mà trên Python, mà trên kỹ thuật lập trình là nó liên quan đến toàn bộ những cái mà của lớp 11. Ngoài ra thì còn một ý nữa là vì chúng ta đều phải thực hành trên Python hết, cho nên cái gốc của nó vẫn là cái Python. Cái Python thì đối với chúng ta rất là mới, mà cái năm ngoái đấy lớp 10 chỉ học rất là sơ lược thôi. Đó, cho nên là rất nhiều kiến thức năm nay chúng ta sẽ phải dùng kiến thức mới. Đấy, hoặc kiến thức sâu hơn về Python thì chúng ta có hiểu sâu hơn thì mới dạy được học sinh. Đấy, cho nên tôi luôn nghĩ là trong tất cả những kiến thức của lớp 11 mà chúng ta cần dạy thì cái lõi phía dưới cùng của nó, cái mảng gọi là phần gọi là nền tảng ấy, vẫn là ngôn ngữ lập trình Python. Đấy, cho nên hôm nay tôi sẽ trình bày trước phần đó. Thì nói chung cái luôn là cái Python luôn luôn là cái mà chúng ta cần phải chú ý nhé. Cần phải luyện thêm nhiều để cho chúng ta có thể dạy được. Đấy, cái này là cái khó. Rồi, tôi sẽ trình bày một số cái ý mà theo tôi là quan trọng với chúng ta nhé. Thì đầu tiên tôi cứ nói trong cái buổi họp hôm nay tôi chỉ nói vắn tắt một vài ý thôi, mà cái chủ đề thôi. Thì cái chủ đề thứ nhất mà tôi muốn nói ngày hôm nay là cái gì? Là liên quan đến cái chúng ta sẽ phân tích và phân loại các cái kiểu dữ liệu ở trong Python. Cái này tôi nói rất nhiều lần rồi nhưng mà hôm nay tôi sẽ tổng kết lại các cái kiểu dữ liệu ở trong Python. Thầy ơi, thầy bạc mic, thầy lên thầy ơi. Có mic không? Đợi một chút nhé. Chết. Ủa, chết rồi. Biên nghe rõ chưa? Dạ rồi. Ôi, xin lỗi, tần suất nãy giờ là tôi... Vừa nãy tôi bị văng ra khỏi cái team, bây giờ quay lại, quên không bật mic, vì tôi nói lại phần lúc nãy nhé. Tôi nói lại cái phần mà tôi vừa nói đấy. Tức là toàn bộ cái kiến thức mà chúng ta cần phải dạy ở trong cái lớp 11 ấy, tôi nói đây cái lớp 11 của chúng ta nhé. Cái lớp 11 của chúng ta thì nó có hai cái mảng, nhưng cái mảng mà tôi muốn nói là cái mảng CS đấy, nó bao gồm cả cái phần là kiến thức CS nằm trong lớp 11 và cái chuyên đề CS nữa. Đó. Thì toàn bộ cái đó là mảng, thì sau cái mảng CS tôi muốn nói là có mấy cái sau đây này. Ý thứ nhất là liên quan đến cấu trúc dữ liệu. Đấy. Thì ở trong trình của lớp 11 chúng ta chỉ cần chỉ dạy học sinh có hai cái cấu trúc chính thôi, một là khái niệm là mảng, và thứ hai là
là sẽ liên kết, nó là link link list nhé, link list. Nhưng mà cái phần này nó không nhiều đấy. Cái ý thứ hai, cái mảng kiến thức thứ hai rất quan trọng ở trong cái kiến thức CS là cái mảng liên quan đến đến cái thuật toán, mà là cái lý thuyết thuật toán, mặc dù rất đơn giản thôi nhé, nhưng mà nó xuyên suốt trong toàn bộ tất cả cái chương trình CS của chúng ta, nó sang cả toàn bộ cái phần gọi là chuyên đề CS, nó cũng liên quan đến thuật toán. Thì trong những cái lý thuyết này nó có những khái niệm như là phân tích thuật toán này, biểu diễn thuật toán này, phân tích thuật toán này, chứng minh tính đúng và đánh giá, tức là đánh giá về các tiêu chí về thời gian và không gian, cụ thể nhất là đánh giá thời gian thôi, đánh giá thời gian chạy thuật toán thời gian, đánh giá thời gian đấy. Thì những cái này là cái khó, thì phần này là phần khó hơn, phần này là phần nó dài hơi hơn, thì tôi sẽ có lúc đó tôi sẽ trình bày sau, hoặc là tôi đã đưa lên trên nhóm các bạn là tôi đã vừa rồi năm ngoái tôi đã viết hai cuốn sách rất quan trọng, một cuốn là nhập môn thuật toán, cuốn thứ hai là Python lập trình thuật toán, thì hai cuốn đó chính là đi theo cái hướng này, đấy là theo cái hướng là lý thuyết thuật toán này. Còn ý thứ ba nữa là cái kỹ thuật lập trình, vì chúng ta vẫn phải lập trình mà, thì cái phần lập trình này là cũng có khá nhiều quan trọng trong suốt cả cái chương trình của chúng ta đấy. Ví dụ như cái thuật lập trình, ví dụ như các kỹ thuật về liên quan xử lý mảng, rồi là kỹ thuật hai con trỏ, rồi là kỹ thuật đệ quy, rồi là chia để trị, vân vân. Tất cả cái đó là nằm trong cái phần thực hành, hay là liên quan phần lập trình, liên quan các bài tập ở trong cái phần trong kiến thức CS này. Nhưng mà tất cả những cái này, toàn bộ tất cả những cái phần này không, chúng ta không phải là học mà một cái lý thuyết chung chung, mà chúng ta đều học và lập trình trên một ngôn ngữ lập trình cụ thể là Python, trên cái nền của nó vẫn là Python đó, nhắc lại nhé. Đối với tôi cảm giác là tất cả chúng ta đều phải vẫn phải dựa trên cái nền của Python, chứ không phải chúng ta sẽ dạy ở trên cái nền Pascal hay là C, cho nên cái kiến thức về Python nó rất quan trọng đấy. Chứ bao giờ tôi cũng dành nhiều thời gian hơn cho những cái buổi mà nói lại, có thể nó đi lại nhiều lần để cho các bạn rõ hơn cái nền cái lập trình Python để chúng ta hiểu sâu hơn, chứ không phải chỉ là cái kiến thức mà chúng ta dạy cho sinh năm ngoái lớp 10 đâu, mà còn phải nhiều hơn nữa đấy nhé. Rồi thì hôm nay là cái bài hôm nay tôi dành riêng cho cái phần này, còn tất nhiên các hôm khác tôi sẽ trình bày thêm những phần khác nữa nhé. Sẽ có nhiều buổi nữa chứ không phải là buổi hôm nay. Nếu có thể, nếu mà các thầy cô yêu cầu, tôi có thể mở một cái lớp nào đó mà một cái lớp thu phí ít thôi, nhưng mà nó học một bài bản, ví dụ là học lại lý thuyết về thuật toán chẳng hạn, hay lý thuyết về cái thuật lập trình chẳng hạn, cũng có thể như vậy nhé. Nhưng mà nó cái đó nó sau đi. Hôm nay tôi sẽ trình bày các thầy cô về cái phần liên quan đến cái một số những cái chủ đề mà tôi đã gọi là Python nâng cao, là cái chủ đề mà chúng ta theo tôi là các bạn rất là cần thiết và cần để dạy cho lớp 11 này. Thì đầu tiên nói về các kiểu dữ liệu ở trong Python. Thì Python chúng ta đã biết rồi, thì trong Python là có rất nhiều kiểu dữ liệu mà chúng ta đã biết, các kiểu cơ bản là chúng ta biết nhé, các kiểu dữ liệu cơ bản chúng ta đã biết, các kiểu dữ liệu cơ bản mà chúng ta đã học. Ví dụ như kiểu dữ liệu là in này, đấy, là số nguyên nhé. Kiểu dữ liệu là float này, là số thực. Số thực này là số thực là số phẩy động, đúng không? Rồi là kiểu là bool, đúng không? Là kiểu dữ liệu gì? Logic, đúng không? Rồi kiểu dữ liệu là str, là kiểu dữ liệu là số ký tự. Đấy. Chúng ta cũng đã được học cái kiểu dữ liệu là gì? Kiểu dữ liệu là list, đấy. Rất quan trọng. Thì đây là những kiểu dữ liệu quan trọng, nhưng ngoài ra nó còn có những kiểu dữ liệu khác mà chúng ta chưa biết đâu. Bây giờ tôi sẽ nhắc lại để chúng ta hình dung nhé. Đây, chúng ta biết có kiểu dữ liệu nữa là kiểu dữ liệu là tuple. Nó chính là kiểu dữ liệu list, nó là một dạng list, nhưng mà nó là dữ liệu gì, là bất biến. Trong cái đó là list là dữ liệu là khả biến đó.
Hay là chúng ta khi chúng ta dùng cái câu lệnh duyệt ấy, duyệt trên một cái dãy, thì ta dùng lại là for in range, thì cái range mà thân kết một cái hàm range nó cũng là một kiểu dữ liệu, nó tạo ra một kiểu dữ liệu là một dãy các cái số nguyên, thì tất cả những cái này nó đều là kiểu dữ liệu hết nhé. Đó, đấy, chúng ta thấy nó rất là như vậy, là đây là những kiểu dữ liệu cơ bản đấy, mà chúng ta đã biết. Thực ra cái tuple chưa được học, nhưng mà tôi thấy các bạn cũng cũng nên học, vì chúng ta dùng rất nhiều cái tuple ở ở trên thực tế, nó chính là một dạng list thôi. Bây giờ tôi xin kể lại một chút nhé. Đây, khi tôi viết là s bằng ví dụ như này a b c, thì nó chính là một cái nó là kiểu là sâu. Đây, time lên đâu, nó là kiểu là sâu ký tự đấy, nó là kiểu là sâu, nó là str là sâu nhé. Khi tôi viết là mà tôi muốn duyệt nhà, tôi muốn in ra lại tổng các số từ 1 đến 10 chẳng hạn, thì tôi viết ví dụ thì etn bằng 100 đi, 100 nhé. Tôi viết là for i in range 100, và tôi print print i đây như thế này, và n thì đây có phải là thì sẽ in ra làm các số từ 0 cho 99 trên một hàng ngang, đúng không nào? Đó, thì bản thân cái range nó làm cái hàm, nhưng mà nó trả lại giá trị của nó làm lại là một cái kiểu dữ liệu khác. Đây, ở đây tôi viết là viết là error error bằng range 100. Đấy, thì tôi type cái error này lên, thì nó là gì, nó là kiểu dữ liệu là range, nhưng mà range cũng là một kiểu dữ liệu nhé. Đó, và đây tôi viết cái này là for, tôi viết lại cái này, tôi thay thế như sau. Tôi thay thế là for i in error đấy, và cũng thấy cũng là print print i n bằng như thế, nó vẫn thấy quả giống hệt như vậy. Thì cái error này chính là cái giá trị làm cái là cái một cái đối tượng dữ liệu, mà nó là kiểu gì, kiểu nó là kiểu range, là kiểu range đấy. Đấy, như vậy range cũng là kiểu nhá. Đấy, khi tôi viết là a là một cái list, a đây a là một cái list, như vậy là 1 2 3, thì nó làm một cái tai của nó là cái dạng là list, chúng ta đã biết rồi, đúng không nào? Nhưng khi tôi viết là b bằng mở ngoặc 1 2 3 đấy, thì cái đó cái tai của b nó sẽ là kiểu là tuple đấy. Thì tuple thật ra nó giống hệt như là list, nó chỉ khác chúng ta không thay đổi được được dữ liệu thôi. Đấy, như vậy là b chúng ta cũng có thể viết là cũng là viết là for x in b đấy, như này, sau đó tôi print x ra ngoài vẫn như bình thường, hệt như là thao tác hệt như là đối với dãy thôi, đối với list thôi. Đó, y hệt như vậy nhé, chỉ khác là với b như vậy, chúng ta b đây, b phần tử không của nó là phần tử này đây, nhưng mà tôi không thay đổi được dữ liệu không nhé, tôi biết một là máy báo lỗi ngay đó. Như vậy là như vậy là chúng ta đã biết là một loạt những cái kiểu dữ liệu là số nguyên này, đúng không? Khi tôi viết là x bằng bằng 10 thì nó là kiểu dữ liệu là nguyên, đúng không nào? Như vậy là kiểu dữ liệu nguyên là như này, đây type nhé. Type x thì nó là kiểu dữ liệu là nguyên. Đó, như vậy là kiểu dữ liệu của chúng ta đã là kiểu dữ liệu là nguyên này, đúng không? Là float là kiểu dữ liệu là thực này. Kiểu dữ liệu là bool này. Bool này. Rồi là kiểu dữ liệu là gì, là str là string này, kiểu dữ liệu là tuple này, tuple này đó là kiểu dữ liệu là dãy, nhưng mà là dãy hằng. Dãy này, cái tuple là dãy nhưng mà dãy đó không thay đổi được dữ liệu, còn list là dãy nhưng mà thay đổi được dữ liệu đó. Mà trong chương trình lớp 1 của chúng ta thì dùng list để mô tả mảng. Các chúng ta đây là những kiểu dữ liệu của Python nhé. Chúng ta phân biệt khái niệm là mảng. Trong học máy tính có khái niệm là mảng nhé, khái niệm là mảng, khái niệm array thì làm khái niệm cho đã biết rồi, trong sách giáo khoa viết rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta mô tả một cái mảng ấy là dùng khái niệm là dùng cái kiểu dữ liệu là list, dùng list cho Python để mô tả mảng, được chưa? Đó, hay là chúng ta biết thêm cái tên là range nữa. Đấy, range đây, thế đây là những cái kiểu dữ liệu rất là cơ bản nhé. Ngoài ra còn có một kiểu dữ liệu nữa đấy, và tôi sẽ nói luôn bây giờ là kiểu dữ liệu là không không là kiểu dữ liệu gì cả, vì tôi viết là x bằng none đấy. Thì năm nó là một cái từ khóa, nó là một cái giá trị của một cái kiểu, mà kiểu này nó là không là gì cả. Tôi type cái x này lên thì nó là kiểu dữ liệu là none type. Như vậy none type có thể bổ sung vào cái
vào danh sách các cái dữ liệu cơ bản của chúng ta. Cái kiểu đây là kiểu dữ liệu đặc biệt, kiểu dữ liệu này nó chỉ có một giá trị thôi là none, chấm hết, ngoài ra nó không có cái gì nữa nha. Đó đấy, thì như vậy là cái chúng ta đã biết được, tôi nhắc lại một để chúng ta nhớ nhé, chúng ta đã biết được một loạt những cái kiểu dữ liệu là gọi là rất là cơ bản, được chưa, rất rất là cơ bản. Đấy, bây giờ tôi xem lại nhé. Đấy, mình nhắc lại cho này nhé, để cho ta hình dung nhé. Như vậy toàn bộ đây tôi thêm, đây tôi thêm một cái nữa. Ê, cái mực nó ở đâu nhỉ, bấm đâu ra mực, bấm đây. Đấy, đúng rồi, là mực nhé. Đây, thêm một kiểu dữ liệu nữa là kiểu dữ liệu là non time. Đấy, thì đây chính đây là các kiểu dữ liệu cơ bản, được chưa. Đó, thì mỗi lập trình nào phải có một số liệu cơ bản. Thế thì câu hỏi đặt ra là ngoài kiểu là ra thì ngoài ra thì còn có câu hỏi đặt ra là như sau, câu hỏi đặt ra là còn có các kiểu dữ liệu khác không? Đấy, các kiểu dữ liệu khác hay không? Đấy, khác hay không? Đấy, thì câu trả lời là có rất nhiều nữa là khác. Chúng ta sẽ tìm hiểu sau mà luôn đó nhé. Một câu hỏi nữa đặt ra là gì? Là liệu có tạo được không, có thể tạo được không, có thể tạo được cái kiểu dữ liệu mới hay không, kiểu dữ liệu mới ở trong Python hay không. Đấy, chúng ta chú ý nhé, cái này câu hỏi này là rất quan trọng vì chúng ta làm việc với cái trong cái phần của chúng ta là cái phần là nhập môn về cấu trúc dữ liệu mà, thì có thể tạo được mới không, thì là câu trả lời là có, được chưa, câu trả lời là có. Đấy, nhé, có. Thì với câu hỏi là con kiểu dữ liệu nó khác không, thì cái phần này nó rất đa dạng. Phần này chúng ta sẽ học về sau. Bất cứ một cái hàm mới nào, bất cứ một cái gì quan trọng đều nó đều tạo ra một kiểu dữ liệu mới hết. Còn câu hỏi này, câu hỏi này là câu hỏi rất quan trọng này, có thể tạo được hay không. Ví dụ như là trong trình của chúng ta là trong cuối lớp 11 là nó có cái phần là danh sách liên kết ấy. Ví dụ tạo ra một cái link list làm như thế nào. Đó, thì câu hỏi là có. Thì cách tạo ra là cách tạo ra chỉ ở trong Python thì tất cả các kiểu dữ liệu mới đều phải tạo bằng cái từ khóa là class head, tức là tạo bằng class head nhé. Đó, như vậy đây là phần rất quan trọng. Đấy, thì lát nữa tôi sẽ nói cái phần này. Đấy, như vậy là buổi hôm nay là cố gắng là trình bày để cho các thầy cô hình dung được tổng thể. Như vậy là ở trong Python có rất nhiều kiểu dữ liệu có sẵn, chúng ta chỉ việc dùng thôi. Như tôi vừa nói viết trên màn hình đây, đây các kiểu dữ liệu có sẵn nhé. Ngoài ra thì còn có khá nhiều kiểu dữ liệu khác nữa. Thì trong quá trình mà học ấy, trong quá trình mà làm việc thì gặp đâu thì chúng ta sẽ dùng ở đó thôi. Và thưa cô cũng có thể quan tâm, có thể bỏ qua cũng được. Nếu mà chúng ta không dùng đến đó thì thôi. Nhưng mà cần phải nhớ là cách chúng ta tạo một kiểu dữ liệu mới như thế nào thì chúng ta sẽ dùng cái từ khóa class. Thì phần này tôi sẽ nói sau. Nha, rồi, biết đến lên câu hỏi tiếp theo nhé. Bây giờ chúng ta sẽ, đây là các kiểu dữ liệu cơ bản rồi, thì chúng ta sẽ phân loại nó. Đấy. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ cùng nhau thì hiểu sang một cái ý nữa là bây giờ có rất nhiều kiểu dữ liệu như vậy, bây giờ chúng ta sẽ phân loại như thế nào. Bây giờ bước tiếp theo là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái gọi là cái phân loại. Phân loại kiểu dữ liệu. Nha, đấy. Được chưa? Thì có thể thật ra bây giờ chẳng có cái tài liệu nào mà có thể nó chính xác cái phân loại này, nhưng mà tôi cứ tạm thời theo cái hiểu biết của tôi thôi. Chúng ta phân loại theo hai tiêu chí sau nhé. Tiêu chí thứ nhất ấy là phân loại theo bất biến và khả biến. Đấy, bất biến và khả biến. Cái này là rất quan trọng nhé, và khả biến. Đấy, thì ở trong Python ấy thì người ta có thể mô tả là các kiểu tất cả các cái dữ liệu của nó đều được chia làm hai loại hết, là bất biến và khả biến. Thế là bất biến là khi chúng ta tạo ra cái dữ liệu đó tạo một lần và nó cứng không thay đổi được nữa ở trong bộ nhớ. Khi chúng ta tạo ra một cái dữ liệu nhé, thì đồng nghĩa là máy sẽ tạo ra một cái ô nhớ và lưu cái giá trị của dữ liệu đó, cái đối tượng dữ liệu đó ở trong bộ nhớ, được chưa? Đấy, thì
nếu mà nó bất biến ý, thì cái ô bộ nhớ đó nó không bao giờ thay đổi nhé. Còn nó khải biến ý, là thay đổi được dữ liệu. Được chưa? Khi chúng ta tạo nhé, khi mà tạo ra một khi tạo một cái dữ liệu hay là một cái đối tượng dữ liệu, một cái đối tượng dữ liệu nhé, đó, thì máy sẽ tạo ra trong ô nhớ, một cái ô vùng, cái vùng ô nhớ này, cái thông tin của cái đối tượng dữ liệu đó, tương tự là một cái object nhé. Đấy, đây, cái này là cái rất đặc biệt nhé. Đây thì trong một cái đối tượng dữ liệu ở trong ô nhớ nó có bốn tham số sau đây, chúng ta chú ý để tôi nói luôn để cho hình dung luôn nhé. Đây, như vậy khi nói về một cái, khi chúng ta tạo một cái đối tượng dữ liệu bất kỳ, ví dụ tôi viết là x thì bằng 10, à như vậy là máy sẽ tạo ra một cái đối tượng dữ liệu là số nguyên có giá trị là 10. Bây giờ tôi viết là a bằng 1 2 3, à như vậy máy sẽ tạo ra một cái đối tượng dữ liệu là một cái tuple 3 phần tử 1 2 3. Tôi tạo ra một kiểu dữ liệu mới là c bằng sâu ký tự là 1 10 120 như này, thì máy sẽ tạo ra một cái đối tượng dữ liệu là cái sâu 120, và cái sâu đó nằm trong bộ nhớ, được chưa? Đấy. Hay tôi viết là một cái d làm cái list còn các phân tử là 0 1 2 3, thì máy sẽ tạo ra một cái list gồm giá trị của gió là các giá trị của nó là các cái số 0 1 2 3 và nằm trong bộ nhớ, được chưa? Đó, thì tất cả các cái này khi tạo là chính cái lệnh mà khi tôi gán ấy, hay tôi viết là nó là lệnh tạo ra một cái đối tượng dữ liệu. Đấy. Thì khi tạo ra được dữ liệu đó thì nó sẽ nằm nó tức là máy sẽ tạo ra một cái ô nhớ và lưu cái đối tượng đó ở trong ô nhớ, và ở trong khi mà lưu cái ô nhớ thì trong cái ô nhớ đó nó chia làm, nó tối thiểu nó chia làm 4 vùng sau đây, chúng ta chú ý nhé, tôi làm lần thì ta nhớ mãi nhé. Đấy. Chia làm 4 vùng lưu 4 cái thuộc tính của dữ liệu. Cái ô thứ nhất là nó lưu cái kiểu, đấy, cái kiểu của cái dữ liệu đó. Đấy, lưu thông tin là kiểu, nó là kiểu nguyên hay là kiểu sâu, hay là nó là kiểu là tuple, hay là kiểu nó là list, hay là gì đó bất kỳ, nó là số thực hay là số nguyên, nên là kiểu nhé. Cái thứ hai rất quan trọng, cái thứ hai là nó là cái dữ liệu, cái data, cái dữ liệu cụ thể của cái thế, các bạn thân chú ý cái này là đây là những chỗ mà nó rất, đây là những chỗ nó khác biệt so với Pascal và C nhá, chúng ta chú ý nhá. Nếu bạn nào mà rất thạo Pascal và C thì khi tôi trình bày cái này thì các bạn lập tức các bạn so sánh luôn với Pascal để thấy là nó khác biệt. Đấy, mà khác biệt rất là cơ bản về mô hình so với Pascal và C nhá, là chú ý nhé. Đấy. Rồi, data. Data là nó là x bằng 10 chẳng hạn, thì nó là số nguyên, data nó là 10. Nhưng mà tôi biết là a bằng 123 là một cái tuple thì data của nó chính là cái giá trị là dãy là 123. Đó, thì nó là data. Một cái tham số nữa rất quan trọng. Một cái tham số nữa rất quan trọng là gì? Là cái thực hiện tên là nó là ID. Nó là cái địa chỉ ô nhớ. Cái địa chỉ cái ô nhớ này, cái địa chỉ ô nhớ mà chứa cái đối tượng này, rất quan trọng. Cái ID này rất quan trọng luôn nhé, địa chỉ ô nhớ. Đấy, các bạn thấy rất quan trọng. Rồi, một cái nữa. Đấy, cái ô này, cái này nó gọi là reference count. Cái này tôi sẽ nói sau nhé. Đấy, cái này là gì? Cái này là cái gì? Cái đây là số lượng các cái biến nhớ mà trỏ vào cái đối tượng này. Đấy, số lượng các cái biến trỏ vào cái đối tượng này nhé. Số lượng các cái biến trỏ vào đối tượng này. Từ đây các bạn sẽ thấy ngay là vậy, từ đây suy ra là ở trong Python thì mọi biến nó đều là con trỏ cả, nhưng chưa hiểu nhé. Như vậy là nôm na là một cái khi chúng ta tạo ra một cái đối tượng dữ liệu, nó là một cái object và nó có bốn cái thuộc tính. Một thuộc tính rất là kiểu, thuộc tính thứ hai là chính là dữ liệu data,
Tôi thấy thứ ba là cái địa chỉ ô nhớ mà lưu cái dữ liệu này ở trong trong bộ nhớ. Và dữ liệu thứ tư là cái khái niệm là reference count, là cái là mô tả số lượng các cái biến nhớ, các cái biến mà trỏ vào cái này. Đấy. Được chưa? Khi tôi ở trên vi tôi gắn x bằng 10 chẳng hạn nhé, thì máy sẽ tạo ra một cái vùng trong ở trong bộ nhớ có cái kiểu là nguyên. Có kiểu là nguyên, có cái data là 10 và có một địa chỉ ô nhớ nằm ở trong bộ nhớ đó. Đấy, và khi đó cái con trỏ nó sẽ có mục, tức là khi x bằng thì x là x trỏ vào cái con cái đối tượng 10 này, trên nó có một thôi. Biệt thì viết là y bằng x. Hết y với x thì y nó tạo ra một cái biến mới cũng trỏ vào cái đối tượng 10 này, và cái đó trường này thì cái x y cùng trỏ vào một cái là đối tượng nhé. Khi tôi biết là x bằng 10 thì x nó sẽ trỏ vào đây, trỏ vào đây. Khi tôi biết là y bằng x thì y nó cũng trỏ vào đây, và khi đó thì cái biến reference cao này nó sẽ tăng lên một đơn vị. Đấy. Cái phần cao này là rất quan trọng nhé, rất quan trọng. Nếu mà cái reference cao của một cái đối tượng trong bộ nhớ bằng không ấy, nếu bằng không nhé, thì suy ra là phần mềm sẽ lập tức là xóa, phần mềm sẽ tự động xóa cái ô nhớ này đi. Đấy. Cái đèn là khác hẳn so với Pascal và C. Pascal và C khi chúng ta tạo ra một cái biến mà chúng ta không xóa đi thì máy nó nằm mãi trong bộ nhớ và không bao giờ nó tràn bộ nhớ. Chúng ta phải có lệnh là giải phóng bộ nhớ cho nó mới hết. Và có lệnh đó, còn ở trong cái này là nó tự động nó xóa nếu mà reference cao bằng không. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Thế này. Như vậy là gì? Đây là một đối tượng. Thế bây giờ chúng ta về phân loại thì phân loại theo bất khả biến, tức là cái data này nhé. Thì nếu data mà thay đổi được thì dữ liệu đó được gọi là khả biến. Nếu data mà không thay đổi được thì dữ liệu đó là bất biến. Được chưa? Đó. Như vậy để mà phân loại là thứ nhất là phân loại theo bất biến khả biến, tức là như sau. Tôi nhắc lại một chút nhé. Đó. Cái này là cái rất quan trọng chúng ta chú ý nhé. Khi tôi nói là các bạn là so sánh và các bạn so sánh với Pascal. Như vậy là một cái đối tượng phân loại này. Phân loại dữ liệu nhé. Ở trong thì ta phân loại hai loại, một loại là bất biến. Và loại thứ hai là khả biến. Khả biến nhé. Bất biến là gì? Bất biến là cái data của nó, dữ liệu data của nó là không thay đổi được. Khi tạo ra là nó cứng, không thay đổi được. Không thay đổi được. Được chưa? Còn khả biến là data thay đổi được. Đây là cái điều mà rất đặc biệt của Python nhé. Thì những kiểu nào là kiểu thay đổi được, kiểu nào là không thay đổi được, hay thay đổi thì kiểu gì thay đổi được gì là gì? Vì kiểu bất biến này, bất biến là in này, float này. Đấy. Bool này, hầu hết tất cả các kiểu dữ liệu mà chúng ta biết ấy, đều không thay đổi được, là str là kiểu sâu này, là range này là kiểu vùng các cái số nguyên này, hay là kiểu dữ liệu là gì, kiểu dữ liệu là tuple này, đều là bất biến hết. Còn khả biến là gì, là list. Đấy, là list. Ngoài ra nếu mà các thầy cô cái phần này sẽ học sẽ, tôi sẽ nói thêm trong các buổi sau lúc nào đó, là ngoài list ra là còn hai đối tượng hay dùng nữa, rất hay dùng ở trong trên thực tế, là kiểu dữ liệu tập hợp là set tập hợp, và kiểu dữ liệu thứ ba là dict là từ điển nhé. Cái này là nó là tập hợp này, chúng ta sẽ được học, chúng ta sẽ trong chương trình không được học bao giờ cả, nhưng chúng ta mà bắt buộc phải biết nếu mà các thầy cô muốn là dạy cho học sinh luyện thi học sinh giỏi, học sâu hơn nữa về thuật toán chẳng hạn, thì bắt buộc phải biết cái set này, và cái thứ tư là cái thứ cuối cùng là cái dict là từ điển nhé. Đấy, thì cái set dict là hai cái loại dữ liệu nâng cao, thì tôi chưa đưa vào cái phần phân loại, nhưng mà thôi được, chúng ta cứ hiểu như thế nhé, sẽ được học cái đó. Thì như vậy là nôm na, như vậy đây là các kiểu dữ liệu là gì, là bất biến. Đấy, còn đây là khả biến. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Đấy, chúng ta chú ý. Vậy nhắc lại gì,
Bất biến là gì? Bất biến là gì? Là cái kiểu dữ liệu mà nó mà cái khi mà tạo ra thì dữ liệu của nó là không thay đổi. Còn khả biến là kiểu dữ liệu mà khi chúng ta tạo ra thì dữ liệu nó có thể thay đổi được. Đấy, chúng ta nhớ cái này nhé. Và chúng ta tiếp lại, chúng ta nhớ lại một lần nữa cái ô 4 như này này. Đấy. Là bốn bốn cái thuộc tính cơ bản của một cái của một cái đối tượng dữ liệu. Nhắc lại nhé, nó là type. Đấy. Một, hai là data. Type là kiểu dữ liệu, hai là data là cái type là kiểu của đối tượng dữ liệu. Data là chính là dữ liệu. Một cái nữa là gì? Một cái thuật đặc biệt này, ID là cái địa chỉ ô nhớ, cái địa chỉ cái ô nhớ mà chứa cái đối tượng đó. Và cuối cùng là reference card, là cái số lượng con trỏ đang trỏ và đang sử dụng cái đối tượng này. Chúng ta nhớ cái này nhé, là cái này rất quan trọng luôn nhé. Đó, cái đây là cái mà trong ở trong ở trong Pascal MVC hoàn toàn không có khái niệm đó, không so sánh được đó. À, thì đó là cái, để cho tôi cô xem một chút nhé. Đây, khi tôi viết là A là một cái kiểu dữ liệu là gì, là một cái dữ liệu là list nhé, thì cái ID đây, cái ID chính là cái địa chỉ của ô nhớ đấy. Đây, thì đây chính là cái địa chỉ cái ô nhớ mà chứa cái đối tượng này, được chưa? Đó, thấy không nào? Chứa nhá. Bây giờ tôi viết là như sao? Bây giờ tôi viết là tôi A này, tôi vì A là cái đối tượng list, nó là khả biến, cho nên có rất rất nhiều những cái hàm, những cái phương thức mà thay đổi dữ liệu. Bây giờ tôi bổ sung vào A một phần tử mới là 5 chẳng hạn, được chưa? 5. Được không nào? Thì bản thân dữ liệu A là thay đổi, thấy không nào? Đây data, đây hiện thì đây chính là phần data đây. Data ngày xưa là như thế này. Bây giờ data sau khi bổ sung thứ 5 nó là cái này. Đó. Nhưng mà chú ý, nhưng mà cái ID của A không thay đổi nhé. ID của A vẫn thế. Này, vẫn thế, thấy không nào? Suy ra là cái đối tượng A nó vẫn nằm trong bộ nhớ đó, nó vẫn nằm ở chỗ đó. Nó không đi chỗ khác. Các cô chú ý nhé. Đấy, cái này là cái rất rất quan trọng đấy nhá. Đấy, là chú ý nhé. Cái chỗ này chính là cái chỗ mà để khẳng định rằng thì là A là đối tượng là khả biến, được chưa? Đấy, chúng ta chú ý nhé. Bây giờ tôi cho các thầy cô xem một ví dụ khác để cho thấy nhé. Là đối với sâu và đối với sâu hay là đối với số thực số nguyên là những dữ liệu là bất biến thì nó khác hẳn nhé. Đây là ví dụ nhé. Tôi x thì tôi bằng là 1.1, được chưa? Đấy. Khi viết x thì bằng 1.1 là gì? Tức là gì? Máy sẽ tạo ra một cái đối tượng trong bộ nhớ có kiểu dữ liệu là số thực, được chưa? Có giá trị là 1.1 và có cái vùng bộ nhớ là cái này, cái vùng bộ nhớ của nó x gì đây? Đây là cái, đây chính là cái địa chỉ, cái ô nhớ mà lưu cái số 1.1 đây, hay là lưu cái vị trí mà con trỏ x gì đang chọn đối tượng x gì nhá. Rồi vì tôi biết là x gì này, biết tôi biết x gì bằng bây giờ tôi viết là x gì bằng bằng x gì cộng 1. Đấy. Tôi muốn là thay đổi giá trị của x gì tăng lên là 1 đơn vị. Được chưa? Thì như thế nào? Đây nhá, x gì là 1 đơn vị này. Đấy, enter. Bây giờ tôi kiểm tra xem là bây giờ x gì vẫn trỏ vào đối tượng cũ hay là trỏ sang đối tượng mới. Rồi tôi kiểm tra cái ID của x gì. Đấy. Nó đã thay đổi rồi đấy, không phải cái này đâu nhá, không phải là cái chuyện này đâu nhá, nó khác thay đổi rồi. Vì sao lại như vậy nhỉ? Bởi vì khi tôi về, đây là tôi muốn tăng cái giá trị cái dữ liệu của x của lên một đơn vị nhé. Nhưng mà x là đối tượng kiểu x là đối tượng gì, là số số thực, là kiểu dữ liệu là bất biến, cho nên data cũng không thay đổi được. Khi tôi viết như thế này thì máy sẽ tạo ra một cái đối tượng mới đấy. Tạo ra đối tượng mới có giá trị là 2.1. Đây mình biết x có giá trị mới là 2.1 và tạo ra một đối tượng mới nằm ở một cái ô nhớ khác nhé. Nằm ở một cái ô nhớ khác, và bây giờ con trỏ x là trỏ vào cái đối tượng mới đó.
Và đây chính cái ô nhớ của đối tượng mới, đối tượng là chính là đối tượng có giá trị là 2.1. À, còn đây là cái ô nhớ cũ nhá, ô nhớ cũ của cái 1.1. Được chưa? Khi mà tôi viết là x bằng 1.1 ấy thì máy sẽ tạo ra một cái ô nhớ trong bộ nhớ mà có địa chỉ là những cái này và lưu trữ cái số này. Khi tôi viết lại x cộng 1 thì máy sẽ tạo ra một cái đối tượng mới có giá trị là 2.1 nằm ở một cái ô khác và x trỏ vào bên này, trỏ vào đối tượng mới này. Thì khi đó cái đối tượng cũ này không có ai trỏ nữa, cho nên máy nó tự động nó xóa đi khỏi bộ nhớ. Các thầy cô chú ý nhé. Như vậy là khi mà tôi này, tôi vẽ lại cho các thầy cô xem chỗ này đây nhận đây. Bây giờ tôi vẽ lại nhé. Khi tôi viết là x bằng bằng 1.1 thì máy lập tức tạo ra cho vùng bộ nhớ đó mà nó có cái giá trị của nó là 1.1 đây. Đó. Và x là trỏ vào đây, trỏ vào cái ô nhớ này nhé. Bây giờ tôi viết là x bằng x cộng 1. Đấy. Thì bản ý tôi muốn tăng cái này lên, tăng cái data lên, nhưng mà vì cái đối tượng mà tôi đang xét đây, đối tượng là nó là bất biến, cho nên không thể tăng cái này, nó cố định luôn, thì máy nó sẽ tạo ra một cái ô mới cho bộ nhớ, một cái ô giá trị mới, và nó có giá trị của nó tự động tạo ra là bằng là 1.1 cộng 1, đây là 2.1. Và x này nó sẽ trỏ vào đối tượng mới. Khi trỏ vào đối tượng mới rồi thì nó không trỏ vào đối tượng cũ nữa. Và khi đó thì cái tham số là reference count của cái đối tượng cũ này nó sẽ bằng 0. Nó trước đây là 1 biến về 0 và máy tự động nó xóa đi. Máy sẽ xóa đi phải bộ nhớ. Đấy là các bạn hình dung nào. Được chưa? Đấy, như vậy là để chúng ta hình dung nhanh thôi. À, như vậy là một trong cái phân loại đầu tiên trong Python là chúng ta phải phân biệt được đâu là đối tượng là bất biến và đâu là khả biến. Cái này cũng khá quan trọng, mà chỉ cần nhớ lại đây, trong Python nói chung, trong cái dữ liệu mới là chỉ có 3 kiểu dữ liệu cơ bản là khả biến thôi, là list là 1, set là 2 và x là 3. Nhắc lại một lần nữa nhé, về khả biến nó chỉ có 3 loại thôi, còn lại là bất biến hết. Nó chỉ có 3 loại là gì? Nó chỉ có 3 loại là gọi là cái đối tượng dữ liệu là cái đối tượng là khả biến đấy. Khả biến là nó không cho phép thay đổi dữ liệu đấy. Thì nó chỉ có 3 loại thôi, là một là list, chúng ta biết rồi, list nhé. Rất quan trọng. List là chính là dãy đấy. Là một list hay chúng ta dùng nó để mô tả mảng một chiều, mảng hai chiều. Tất hầu hết tất cả các bài tập mà liên quan, hầu hết 90% các bài tập mà luyện vân vân, bài tập luyện thi học sinh giỏi gì nữa cũng xung quanh là mảng hết, hầu hết là mảng hết, thì chính là dùng list. List là cái hay dùng nhất. Ngoài ra thì chúng ta còn có một dữ liệu là cái dữ liệu là set, là tập hợp nhé. Đấy, và cái nữa là dict. Cái này có điều kiện thì tôi cho nói sau. Hai cái mảng dữ liệu này là vô cùng quan trọng. Cái này là tập hợp, cái này là từ điển. Đó. Thì ba cái này là kiểu dữ liệu là gì, là khả biến, là cho phép là khi tạo ra thì nó sẽ không, khi tạo ra một đối tượng nó tha hồ nó thay đổi nhé. Khi tôi tạo ra, tôi viết là a bằng 1, 2 như này thì mình sẽ tạo ra trong ô nhớ một cái mảng, một cái list mà nó có kiểu dữ liệu, còn data của nó là 1, 2. Đấy, thấy chưa, a trỏ vào đây. Bây giờ tôi viết là a pen 10 thì máy sẽ bổ sung vào đây là 10 và a vẫn trỏ vào đây. Cái này nó vẫn giữ nguyên, không thay đổi, không đổi vị trí nhé, vẫn ở chỗ đó. Thì đó là kiểu dữ liệu là khả biến. Các thầy cô chú ý nhé, chỗ này là sách giáo khoa không được, không lúc chỗ nào để nói, để chúng ta không có điều kiện để nói, và trong sách 11, 12 cũng không nói, nhưng mà nó là cái phần cơ bản của Python rất quan trọng. Rồi, thì đó là một cái phân loại. Phân loại thứ hai, phân loại thứ hai mới là quan trọng hơn. Phân loại thứ nhất là phân loại theo bất biến và khả biến. Tôi cho nói sang một cái phân loại thứ hai. Phân loại thứ hai này mình theo tôi mới là cái quan trọng đây. Tức là phân loại theo những cái phân loại theo cái theo những cái theo các cái gọi là các cái toán tử mà chúng ta có thể tác động lên trên cái đối tượng nó, phân loại theo cái dùng từ gì bây giờ nhỉ,
phân loại theo cách mà theo cách chúng ta có thể tác động mà bằng cái lệnh nào đó, bằng lệnh trên đối tượng. Đấy. Cái phần này nhé. Được rồi. Thế bây giờ thì mà bị tôn bị tôn khi khi tôi liệt kê ra là các thầy cô sẽ hiểu ngay tên là cái gì thôi nhé. Thì phân loại này như sau này thì người ta có thể chia như thế này. Đấy. Thì các đối tượng tất cả các đối tượng ở trong Python có được chia như sau nhé. Đây tôi đây phân loại như sau nhé. Đây các đối tượng của Python có thể chia làm đây tôi sẽ chia làm hai nhé. Thì ở bên này này, bên phía trái này gọi là các cái đối tượng đơn. Đấy. Tức là đối tượng là nôm na là nó không thể chia nhỏ được nữa, nó là cái số nguyên nhé. Nó là số thập phân này, là số thập phân này, nó là kiểu dữ liệu là bool, là nó là đúng và sai này, hay là non time này. Thì đây là những cái dữ liệu là kiểu dữ liệu là đơn, nó không thể chia nhỏ được nữa. Còn cái không đơn thì nó gọi là dữ liệu là phức hợp hay gọi là thùng, là nó có thể là được chưa. Đây thì dữ liệu là dữ liệu này thì tôi gọi tạm thời thì là bên này nó gọi dữ liệu phức hợp, là dữ liệu không đơn hay là phức hợp nhé. Phức hợp được chưa. Rồi thì trong phức hợp này chúng ta bên ta chia như sau này. Trong phần này người ta chia cái phần này là phần rất quan trọng luôn nhé. Trong phức hợp này là người ta chia như sau, thì cái ở ngoài cái lớp ngoài cùng để phân loại được với đơn là cái nó gọi là dữ liệu thùng. Đấy. Thùng là cái gì? Đấy, ở trong thùng nó còn có một lớp nữa rất quan trọng, nó là dữ liệu tuần tự. Tôi sẽ mô tả sau nhé. Tuần tự. Và bên trong nữa, bên trong có một lớp dữ liệu nhỏ hơn nữa rất quan trọng, nó gọi là dữ liệu là dãy. Đấy, tạm thời ta tạm chỉ là 3. Tạm thời chỉ là 3 mức nhá. Thật ra có thể nếu mà học sâu nữa nó phức tạp hơn nữa, nhưng mà trước mắt chúng ta sẽ quan tâm đến cái 3 cái mức. Ở trong cái đối tượng mà là phức hợp như này thì nó có 3 loại phân chia theo các cái lệnh thì toán tử chúng ta có thể tác dụng được vào. Bên này là đơn, bên này là không, bên trái là đơn, bên phải là không đơn. Đây nôm na là không đơn nhé. Không đơn thì chia như sau. Thùng là cái gì? Thùng là cái dữ liệu mà hỗ trợ toán tử in, tức là chúng ta có thể cho phép là kiểm tra trên là như là một in a. Đấy, một nằm trong a hay không, cái toán tử này nó trả về đúng hoặc là sai. Đấy, như vậy được. Hỗ trợ là in hoặc là ngược lại là not in. Đấy, hay có thể là x gì. Đấy, x thì not in a hay là in a, được chưa? Thì tất cả các cái kiểu dữ liệu nào mà hỗ trợ toán tử in thì nó gọi là thùng. Đấy, gọi là thùng. Nên chúng ta biết rất nhiều toán tử chúng ta hỗ trợ nhé. Tôi lấy ví dụ như đây a của chúng ta nhé, a này à, a không đặc biệt biết là một in a có được không, được a kiểm tra xem một con nào trong a không đúng hay sai đây này. Đấy, không in a không, ông không nằm trong a không, không nằm trong A nên chẳng phải là false. Nhưng mà toán tử in này, đấy, thì nếu mà hỗ trợ toán tử in thì nó gọi là thùng. Như vậy toán tử như vậy list là thùng. Bây giờ tôi viết là S gì nhé, S thì bằng là Hà Nội như này nhé, Hà Nội Hòa Bình nhé, đó một số nhé. Tôi có thể viết là H in A in S thì được không? Có thỏa mãn đúng không? In S. À, như vậy là S thì là hỗ trợ toán tử in. Vậy suy ra là sâu chứ gì? Sâu chính là gì? Sâu chính là kiểu ký tự là gì? Là thùng nhé. Hay là range. Đấy, range nhé. Chúng ta dùng là for đúng không? For e in range 10 đúng không nào? 10 đây chúng ta dùng lệnh này. Đấy, rồi là print
print y n bằng đấy, chúng ta in ra một dãy từ 0 đến 9 đúng không nào? Đấy. Thì in là in, thế là for in y là có chữ là y in range đấy, thế thế nào? Như vậy chúng ta thử in đây. Vậy range chính là kiểu dữ liệu là gì, là thùng, rất nhiều của dữ liệu thùng, nhưng mà số ngoài nhá, biết biết là 10 in 1 là lỗi ngay, nhưng mà in 1 lỗi ngay, không cho phép cái số nguyên, không cho phép là toán tử in. Như vậy là cái số nguyên này là không phải là thùng, nó là kiểu dữ liệu đơn nhá. Đấy. Hay số phức cũng vậy thôi, số thực cũng vậy thôi, hay kiểu bool vậy thôi. Đó. Vì tôi biết là 10 in nan có được không? Không được, máy báo lỗi ngay. Đấy. Nan cũng là cái giá trị dữ liệu là nó kiểu nan thai, nó không hỗ trợ cho toán tử in. Như vậy là nan là cũng làm kiểu dữ liệu là đơn. Đó, được chưa? Đó, bên đây đây. Bên này là bên là nan nữa đó. Đấy. Như vậy là hỗ trợ in thì là gì, là dữ liệu thùng. Bây giờ làm bìa tiếp theo là tuần tự là cái gì nhé, tuần tự là cái gì đây, tuần tự là gì, tuần tự làm là bên trong của thùng. Như vậy đã tuần tự thì nó hỗ trợ in rồi, nhưng mà còn mạnh hơn nữa là nó tố tự, nó hỗ trợ cái lệnh là for y in đấy, nó cho lệnh hỗ trợ là for in đấy. Thì như vậy cứ hỗ trợ vào for và in thì nó gọi là dữ liệu tuần tự. Cái lệnh for in là gì? Chính là cái lệnh là duyệt từng phần tử một trong một đối tượng. Như chúng ta biết là for, chúng ta có duyệt trên một cái dãy đúng không nào? For x in A. Đấy. Vân vân. Thì như vậy là cái lệnh for in là chính là cái lệnh là duyệt từng phần tử một tuần tự trên một đối tượng. Cho nên đối tượng mà hỗ trợ lệnh for in nó gọi là đối tượng là tuần tự, được chưa? Đấy, thì kiểu tuần tự là kiểu trong thùng, thật là thùng là ít khi dùng, nhưng mà tuần tự thì hay dùng vô kể ở trong cái nhóm này. Cái tuần tự này là rất quan trọng nhé, rất quan trọng, rất nhiều đối tượng dữ liệu quan trọng ở trong Python là chính kiểu dữ liệu tuần tự. Đây là cái lớp dữ liệu là được dùng nhiều nhất ở trong Python, đóng vai trò rất quan trọng, tức là nó hỗ trợ chữ tuần tự đấy, hỗ trợ tức là duyệt từng phần tử tuần tự ở trên một đối tượng đấy, thì nó là lệnh for in thì nó sẽ là đấy, được chưa? Rồi, như vậy là kiểu dữ liệu những kiểu dữ liệu mà chúng ta đã biết đấy, tất cả những kiểu dữ liệu như là str này, range này hay là list này và tuple này đều là kiểu dữ liệu tuần tự hết nhé. Ngoài ra còn nhiều kiểu dữ liệu khác nữa nhé. Đó. Rồi, thế bây giờ như vậy là hỗ trợ là cái lệnh duyệt, lệnh for in thì nó là tuần tự. Còn trong tuần tự còn một lớp nhỏ nữa là lớp dãy. Dãy là cái gì? Dãy là kiểu dữ liệu mà hỗ trợ truy cập từng phần tử, hỗ trợ là kiểu là hỗ trợ chỉ số là truy cập từng phần tử. Đấy. Như là ví dụ list chẳng hạn, list chúng ta với là A1, A2, A3 đấy. Thì cái dãy là kiểu dữ liệu mà nó nằm là lớp con của tuần tự, và nó chứa cái đây thì tôi cùng các bạn xem lại, bây giờ vẽ lại một tí nhé để cho ta hình dung. À đây, bây giờ chúng ta cùng nhau xem lại nhé. Đây, như vậy là trong cái chúng ta sẽ chia làm ba cái lớp sau đây rất quan trọng nhé. Đây là thùng là nó là hỗ trợ in. Đấy. Nhỏ hơn thùng là tuần tự. Tuần tự nhé, hỗ trợ là for in nhé. Còn bên trong tuần tự nó có một cái lớp nữa, lớp rất quan trọng là lớp dãy, là nó chứa kia là hỗ trợ chỉ số truy cập đấy. Nhưng thì chúng ta biết nhé, như vậy là kiểu s kiểu 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 string có hỗ trợ không? Có, kiểu string có hỗ trợ chỉ số nhé. Đấy, hỗ trợ kiểu range có hỗ trợ không? Có, kiểu range có hỗ trợ chỉ số đấy. Chúng ta cùng nhau quan sát một chút này. Đây nhé, khi tôi viết là r
R bằng range 10. Thì cái đó là R, cái tôi biết là R nhé. R 0 nó chính là 0 đó. R 1 nó chính là 1. 1 chính là 1. Đấy, nhưng mà là R là hỗ trợ. R này là cái range này là vừa hỗ trợ là vừa lệnh lệnh in có, for in có, và nó chữ là các chỉ số nữa, cho nên nó chính là kiểu dữ liệu là dãy nhé. Đấy, suy ra như sau này, suy ra nhé, đây range này nhé, list này. Đấy, list này và tuple, tất cả dữ liệu mà chúng ta quen thuộc nhé, kiểu string này, range này, list, tuple đều là kiểu dữ liệu là dãy hết nhé. Tức là đã là dãy thì nó nằm trong tuần tự, tự là nằm trong thùng. Đấy. Thế bây giờ câu hỏi đặt ra là như vậy là có kiểu dữ liệu nào mà là kiểu dữ liệu tuần tự mà lại là không phải là dãy không? Nhiều lắm các thầy cô, nhiều lắm, cái này chúng ta chỉ biết thôi. Còn kiểu dữ liệu nào mà là thùng, thùng là thùng nhưng mà lại không tuần tự, không có, cái này chúng ta có thể tương lai chúng ta tạo được. Nhưng mà cái này cái kiểu dữ liệu này liệu chúng ta thì ít dùng lắm. Nhưng mà kiểu dữ liệu tuần tự thì nhiều, thì dùng nhiều vô kể nhé. Đấy. Chúng ta sẽ được làm quen trong gọi là một lát nữa. Chúng ta sẽ làm quen cái kiểu dữ liệu là tuần tự nhưng mà nó không là dãy. Thực ra rất là nhiều. Cụ thể hơn nhất là chính là cái set này. Cái set của chúng ta là tập hợp này chính là cái kiểu dữ liệu là tuần tự nhưng mà không phải là dãy. Đấy, lấy ví dụ này. Tôi làm với cái nhiều lắm, thế là tôi mô tả xong nhé. Đây. Nên từ đây tôi chọn vào set luôn nhé. Đây. Vì tôi viết là đây, tôi viết là set bằng tập hợp các cái phần tử là 1 này, 2 này, 10 này, đúng không nào? Rồi là một cái phần tử thứ ba là một cái sâu ABC này. Đấy, một cái sâu nhé. Như vậy là đây là nó có 4 phần tử. Đúng không? Nó có 4 phần tử. Thì tôi hoàn toàn có thể viết là for x in s vô tư nhé. Sau đó tôi print ra. Print x thì là... Lệnh này là hỗ trợ for in nhé. Vì hỗ trợ for in cho nên nó là... Đã là nhớ lại là for in thì nó là dữ liệu tuần tự. Tuần tự. Nhưng mà nó không hỗ trợ chỉ số. Đây, tôi viết là không, là máy báo lỗi ngay. Hay không? Báo lỗi ngay, nó không hỗ trợ chỉ số. Cho nên là cái tập hợp là kiểu dữ liệu là gì? Là kiểu dữ liệu mà là kiểu dữ liệu là chết đây, là tuần tự nhưng mà không phải là dãy. Đấy, các này là dãy hết này. Ngoài ra có rất nhiều kiểu dữ liệu là tuần tự nhé. Ở trong cái thật ra cái lớp mà tuần tự này cực kỳ lớn luôn nhé. Rất lớn, cái lớp dữ liệu tuần tự này cực kỳ lớn nhé. Mà có trong dữ liệu này là nó rất nhiều các cái hàm, rất nhiều những kiến thức mà liên quan cái phần tuần tự này mà không liên quan đến dãy một tí nào nhé. Đây là cái mảng, đây là cái mảng kiến thức rất lớn của Python, rất quan trọng. Nếu mà các bạn nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn ấy thì chúng ta sẽ phải đọc cái cuốn sách nha. Tôi biết cuốn sách Python nâng cao của tôi đấy, thì các thầy cô xem tôi hẳn có hẳn một chương nói về cái kiểu dữ liệu tuần tự này, mà nó không phải là dãy, rất quan trọng luôn. Cho nên ở trong Python cái kiểu dữ liệu tuần tự thì nó có rất nhiều cái hàm có sẵn là xác định được thiết lập trên kiểu dữ liệu tuần tự chứ không phải dãy. Nó dãy là nhỏ hơn, đây là ở trên lớp rộng hơn là kiểu dữ liệu tuần tự là lớp dữ liệu là mở hơn, rộng hơn so với dãy. Và rất nhiều những cái hàm, rất nhiều cái những cái kiến thức mà nó rất là hay liên quan đến kiểu dữ liệu tuần tự, được chưa? Đấy, thì như vậy nôm na là tạm thời tôi chia làm 3 mức thôi. Còn thực ra nếu mà học mà các bạn xem kỹ hơn có thể chia rất nhiều hơn nữa, nhưng mà tạm thời chia làm 3 mức là thùng, tuần tự và dãy, được chưa? Đấy. Và cái tuần tự này mới là cái rất quan trọng. Còn rất nhiều những cái hàm đấy, liên quan đến cái kiểu dữ liệu là tuần tự, được chưa? Đấy. Được rồi, như vậy là xong cái phần đầu tiên. Hết sửa thời gian, nhanh quá chậm, mất thời gian quá. Thôi được, tôi sang phần sau nhé. Bây giờ tôi nói sang phần tiếp theo này. Tôi dành một chút thời gian nói về các cái hàm. Hàm nhé. Hàm. Thì hàm trong Python thì thần rất là dễ rồi. Chúng ta đã lớp 10 học rất là nhiều về hàm nhé. Rất nhiều về hàm. Nhưng mà chúng ta có một số những cái phần nó quan trọng chúng ta chưa học đến, thì bây giờ tôi sẽ trình bày luôn các thầy cô một số cái là nó gọi là quan trọng nhé. Thì như này, hàm nhé,
Thì nôm na khi chúng ta tạo một cái hàm ấy, tạo một cái hàm ở trong Python, chúng ta dùng định nghĩa, dùng def, def đây, chúng ta định nghĩa def cái hàm như này nhé, def và cái tên hàm nhé, tên hàm. Vì hàm có thể có không có các cái tham số. Có thể như này thì là cái hàm bắt phải có cái này thì nó không có tham số, hoặc có thì ta có là nó tham số, tôi biết là v1, v2 vân vân, vk, nó gọi là nó có nhiều tham số. Thì đây các cái này nó là các tham số của hàm. Tham số của hàm, được chưa? Đấy. Sau sau def là phải hai chấm xuống dòng đó. Và sau đó là bên trong này có rất nhiều cái lệnh, và nếu mà chúng ta muốn cho nó trả lại giá trị cho thuộc vào, có cái lệnh là return ở đây. Return đó là giá trị. Đấy. Đấy. Đây là mô tả cái hàm nhé. Có thể là không có return, hoặc là nó có thể có dạng là return không thôi. Return sẽ là hết luôn. Không giá trị thì vẫn được nhé. Có return là nó dừng lại. Dừng lại nhưng mà không có giá trị, còn return có giá trị là nó trả về giá trị, được chưa? Đó. Được chưa? Đó. Thì cái giá trị này, cái gọi là cái giá trị của cái hàm này thì nó không phải như là chú ý là nó không phải như là đơn giản như là Pascal và C đâu. Cái giá trị này nó có thể là một cái đối tượng bất kỳ, đấy, nó có thể là một đối tượng dữ liệu bất kỳ. Cho nên là ở trong Python cái này rất là quý giá. Chúng ta có thể viết cái hàm trả về đối tượng, cho làm cái mảng, trả về đối tượng là một cái mảng hai chiều, mảng một chiều, trả về đối tượng là một cái giá trị liên kết, vân vân, là hoặc trả về là một dãy các cái một cái mảng, hoặc là một dãy các phần tử, các kiểu dữ liệu là khác nhau được, vô tư nhé. Đấy. Để chúng ta chú ý nhé. Như vậy đối tượng là cái giá trị của nó là một đối tượng dữ liệu bất kỳ. Đây là cái sự đề bộ rất là hay của Python so với Pascal và C nhé. Đó, chúng ta chú ý. Thôi được, nhưng mà phần đó, cái phần này là phần không quan trọng lắm. Bây giờ tôi muốn nói thêm một chút về cái tham số này. Cái này rất quan trọng này. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Thì cái tham số này ở trong khi cho định nghĩa hàm ấy, thì người ta phân loại các tham số. Bây giờ tôi sẽ nói sang phần tiếp theo là phân loại tham số. Đầu tiên là chúng ta phải hiểu khái niệm, đầu tiên là phải có khái niệm, nhắc lại cái định nghĩa này, định nghĩa này được học lớp 10 rồi nhé. Có hai ý, thứ nhất là cái này học lớp 10 rồi, nhắc lại nữa cho các bạn nhớ quên nhé. Đầu tiên là chúng ta cần phải nhớ là cái gì, là chúng ta phân biệt, chúng ta phân biệt khái niệm tham số và đối số. Đấy, chúng ta chú ý nhé, phân biệt tham số và đối số của hàm, tham số và đối số nhé. Đấy, tiếng Anh cái này nó gọi là parameter nhé, cái này rất quan trọng đấy, parameter. Còn đối số nó gọi là argument. Thì thế nào là tham số, thế nào là đối số đấy. Thì cái này được học, các bạn có nhớ không, cái này các bạn nhớ lớp 10 là có rồi nhé, lớp 10 có cái điểm này rồi nhé. Thì thế nào là tham số, thế nào là đối số? Thì đơn giản như sau này, tham số tức là những cái mà chúng ta mô tả khi mà chúng ta định nghĩa hàm. Đây là những cái thông số được mô tả khi định nghĩa hàm. Đấy, thì tất cả cái đó được gọi là tham số nhé, khi định nghĩa hàm. Còn đối số là cái dữ liệu được đưa vào hàm khi chúng ta gọi hàm, là các cái dữ liệu được đưa vào hàm, là cái dữ liệu được đưa vào hàm khi chạy hoặc khi gọi đấy, khi gọi hàm. Đấy. Chúng ta phân biệt thì cái bên này là khi chúng ta định nghĩa một cái hàm thì khi đó tất cả tham số bên trong đều gọi là tham số. Còn khi gọi hàm thì nó là đối số. Được chưa? Khi tôi định nghĩa là một cái hàm f
Fibonacci chẳng hạn, Fibonacci N. Thì cái N này này nó là tham số. Khi tôi gọi nó Fib 10 hoặc khi gọi là Fib cũng là N, nhưng mà phía này N tôi gắn bằng 20 chẳng hạn, thì cái 10 này, cái N này, khi gọi chúng thì cái này nó gọi là đối số, nên nó gọi đối số nhé. Còn cái bên này khi chúng ta định nghĩa thì cái này nó gọi là tham số. Chúng ta phân biệt trong ở trong Python nó phân rất rõ ràng hai khái niệm đó nhé, rất là dễ nhầm lẫn nhé. Ở trong Pascal hình như cái tham số thì trong Pascal nó gọi là tham số hình thức đúng không? Còn cái đối số thì nó gọi là tham số thực sự, thì phải hình như thế, lâu rồi không động vào quên hình như vậy. Đối với Pascal nó cùng gọi hai bên, cả cái này và cả cái này nó đều gọi là tham số cả nhé, nhưng mà ở trong bên này không, ở trong Python thì không. Cái bên trái này thì mới gọi là tham số. Còn bên phải này khi gọi thực tế ở trong chương trình ấy thì nó gọi là đối số. Đấy, được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích này, cùng nhau kiểm tra lại một chút kia bây giờ chúng ta nó nhanh, tôi nhanh một, chúng ta sẽ phân loại tham số. Hai là phân loại đối số. Nó khác nhau nhé. Tham số khác và đối số khác. Thì bây giờ tôi cho nó nhanh cái phân loại tham số trước nhé. Cái phần này là phần rất là đơn giản thôi, nhưng mà nhiều bạn có vì cái này là ở trong chương trình lớp 10 là không có, thực ra là không có, mà trong sách giáo khoa lớp 10 cái đầu chi thức ấy là phần này, khi trước tôi viết bản thân tôi viết phần này mà thì bị sau đó bị loại ra, bị hội đồng thẩm định kêu là khó quá loại ra. Còn tôi không nhớ là ở bên sách cánh diều nó có không phân loại không, tôi không nhớ, hình như không có thì phải. Được, mà hiện nay là cái sách lớp 10 của chúng ta là đều bị thiếu cái phần kiến thức này, thiếu phần định phân loại cái tham số, còn cái phần đối số là càng không có luôn, càng không có cái khái niệm là phân loại đối số. Thì những cái này là những cái mà nó thật ra nó cũng khá quan trọng đấy, chúng ta cũng dùng đến đó đấy. Các bạn nhớ lại một chút, ở trong cái phần cuối của cuốn sách giáo khoa tin học, phần cuối cái phần CS của lớp 1 ấy, khi mà định nghĩa cái kiểu dữ liệu là linked list đấy, thì phần ở đó nó có những cái chỗ mà nó liên quan đến cái việc định nghĩa tham số đấy. Được chưa? Rồi. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta định nghĩa thế nào là tham số nhé. Bây giờ chúng ta đi vào phần đầu tiên là phân loại tham số trước nhé. Phân loại tham số. Phân loại tham số. Thì ở trong khi chúng ta định nghĩa một cái tham số bằng khái niệm def này, thì tham số ở trong Python người ta chia làm hai loại. Một loại là gọi là tham số bắt buộc. Đấy, được kiểu luôn nhé. Một loại là tham số bắt buộc. Hai là tham số không bắt buộc, hay là gọi tham số mặc định nhé. Loại thứ hai là tham số mặc định, hay có thể dùng cái từ khác là tham số không bắt buộc, là ngược nhau mà, không bắt buộc. Bắt buộc. Được chưa? Được rồi, thế nào là bắt buộc? Khi tôi định nghĩa một cái hàm, một cái def chẳng như là fxy này nhé, xy này. Đó. Xong tôi ví dụ tôi return x cộng y, tôi làm tôi viết chương trình luôn nhé. Đây, thế nào là bắt buộc, thế nào là mặc định nhé. Đây. Khi tôi định nghĩa một cái hàm đây. Def nhé. Một cái hàm f mà x phải y như này nhé, đây. Tôi return x cộng y, tổng hai số vậy thế thôi. Được chưa? Đấy. Thì khi bình thường khi tôi mô tả cái hàm này thì tất cả x y đều là tham số bắt buộc. Tham số bắt buộc là cái gì? Là khi tôi gọi hàm ấy thì bắt buộc là tham số nào phải có đối số đó. Khi tôi viết là f tôi gọi hàm nhé, tôi gọi là 10 1 là phải có đủ hết cả hai tham số. Còn khi tôi gọi f là 10 là máy báo lỗi ngay. Đấy. Như vậy là cả hai tham số này đều là bắt buộc phải có khi gọi hàm.
thì cái khi đó thì tôi gọi nó là tham số bắt buộc. Thì mặc định tất cả các tham số của cái hàm khi chúng ta mô tả trong hàm đều là bắt buộc hết nhé. Đó. Như vậy là cái nôm na là thế là bắt buộc. Nhắc lại là tham số là bắt buộc, khi mà chúng ta gọi hàm thì các đối số của nó bắt buộc phải có mặt mà theo đúng thứ tự của cái tham số đó nhé. Đấy. Nhưng mà loại thứ hai là loại người ta cho phép những tham số là có giá trị mặc định, không cần bắt buộc phải có. Thì làm như thế nào? Đây, bây giờ tôi ép nghĩa nhé. F x y, nhưng mà viết như thế là bắt buộc, mà tôi viết x y bằng 2. À, khi tôi viết như này rồi thì khi đó thì x là bắt buộc, còn y là không bắt buộc. Đây tôi viết nhanh xong tôi return này, return. Return x mà mũ y đây. Đấy, ví dụ thế này nhé. Thì khi tôi khai báo như này thì x là bắt buộc, còn y bằng 2 là mặc định hay không bắt buộc. Như vậy tham số không bắt buộc là tham số phải khai báo bằng dấu bằng một giá trị ở đây thì là tham số là không bắt buộc. Vậy nghĩa là sao? Khi tôi gọi hàm f nhé, 10 này 2 thì vẫn như bình thường, tôi gọi như bình thường đúng không nào? Nhưng mà khi tôi gọi 10 không có được không? Được. Bởi vì sao? Khi gọi 10 thì thiếu vắng y, nhưng mà y là tham số không bắt buộc. Cho nên khi gọi hàm tôi có thể bỏ qua cái y. Khi tôi gọi là F10 thì máy hiểu chính là F10 và 2. Đấy nhé. Khi gọi 10 này thì nó tương đương với là F12. Đấy. Tôi có thể gọi là 13 thì chính là 10 mũ 3. Nhưng mà khi F10 thì nó tương đương với là 12. Bởi vì sao? Bởi vì cái y bằng 2, nhưng mà đây chính là giá trị mặc định. Đấy. Như vậy là nhắc lại, như vậy tham số mà khai báo riêng biệt như này thì là bắt buộc. Còn tham số được khai báo với dấu bằng và giá trị thì tham số là tham số gọi là tham số mặc định hay là tham số không bắt buộc. Được chưa? Đấy. Không bắt buộc, và do đó cho nên là khi mà chúng ta mà gọi hàm ấy là chúng ta có thể bỏ qua. Với tham số không bắt buộc ấy thì có thể bỏ qua. Thì khi bỏ qua thì máy hiểu là vẫn có nó nhé. Vẫn có nó nhưng mà nó được gắn mặc định là 2. Đấy, có thể có hiểu không nào? Đấy, như vậy là khi đó chính là cái phân loại của cái tham số là bắt buộc hay là mặc định nhé. Được chưa? Rồi. Rồi, thế bây giờ chúng ta đây nha, đây mình tôi vừa nói ngắn như thế thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp theo, chúng ta phân loại cái đối số. Ở đây là khi gọi hàm đã đành, nhưng mà khi đối số đây. Khi mà chúng ta gọi hàm thì cái đối số nó được phân loại như nào? Cái này rất hay luôn đấy nhé. Đây này. Rất hay luôn bìa này nhé. Thì đây thì chúng ta chú ý nhé, để cái như vậy cái khi mà chúng ta định phân loại cái đối số này thì nó lại phải liên quan cái định nghĩa cơ. Với định nghĩa như nào thì đối số nó như thế. Thì bây giờ tôi xin có làm một vài ví dụ đây nhá. Bây giờ tôi viết cái hàm là viết lại cái hàm là fxy để như này nhé, xy thấy chưa. Sau đó tôi return là x nhân với y cộng với là x mũ y. Tôi lấy ví dụ đấy nhé. Đấy, được chưa? Thì khi tôi gọi hàm nhé, ở trường này là x y là cái tham số mà bắt buộc đúng không? Nhưng gọi hàm bắt buộc phải có hai cái đây, f đây nhé, 10 này, 1 đây là cái này. Được chưa? Đấy. Khi mà tôi mà gọi hàm nhé, đưa vào các cái tham số bình thường như này. Hoặc tôi có thể viết là a bằng 10, đây b nhé, bằng 10 và 5 như thế này. Tôi có thể gọi là f 10 f a b đấy, f a b thì nó bằng, được chưa nào? Đấy, được chưa? Hay tôi viết f và là b a cũng được, f b a đây. Đấy, nó khác nhau nhé, bởi vì là trong trường hợp a b này thì cái a nó vẫn cho là x gì, b nó vẫn cho là y đúng không nào? Đấy. Còn trường này là b nó vẫn cho là x gì, a nó vẫn cho là y. Đấy, như vậy đây là cái loại bình thường nhé, đây là các cái tham số bình thường khi đưa vào đó.
À, thì khi mà chúng ta đưa một cái tham số, một cái đối số chứ, một cái đối số vào trong khi gọi hàm thì mặc định thì đối số đó nó phải tương ứng với cái vị trí tương ứng của cái tham số đó, vì là tham số của cái hàm f là bắt đầu là x tiếp theo là y. Thì khi chúng ta đưa đối số vào thì cái đối số đầu tiên này, cái a này ứng phải ứng là x, b phải ứng với y, đúng không nào? Đấy, thì cái kiểu đối số mà các phần tử của đối số nó phải tương ứng một một với tham số thì người ta gọi cái đối số này là người ta gọi là đối số vị trí. Đấy, được chưa? À, đối số vị trí. Như vậy là về cái đối số thì phân loại như sau. Đây. Đối số thì phân loại như sau. Mặc định của đối số là đối số vị trí. Đối số vị trí. Tức là cái nôm na là cái thứ tự của đối số đưa vào hàm là phải đúng theo cái đúng vị trí của các cái tham số nhé. Tức là đối số phải phải đúng với cái vị trí tương ứng của tham số, được chưa? Thì người ta gọi đó là đối số gì? Đối số vị trí. Nhưng một loại đối số thứ hai, đấy. Đối số thứ hai là thật ra cũng rất là hay dùng đấy nhé. Đặc biệt là các bạn là lát nữa tôi sẽ mô tả các bạn chính cái hàm sort ấy, cái hàm sắp xếp một cái dãy một cái list ấy, nó lại có những đối số đặc biệt. Thì loại đối số thứ hai nó là đối số khóa, đấy, chúng ta chú ý nhé, đối số khóa rất quan trọng nhé. Đấy. Để nó gọi là key argument. Cái này hay phết, cái này đặc biệt lắm. Đấy. Thế nào là đối số khóa? Tức là đối số nhưng mà nó đi liền với cái khóa, cái key của cái tham số, nó gọi là đối số khóa. Thì như này đây. Đây tôi mô tả nhé. Đây chúng ta có cái hàm lại đây nhân đây hàm của chúng ta đây nhá. Đó. Hàm nhé. Đây. Thế bây giờ tôi làm như sau này. Bây giờ tôi gọi cái hàm f nhé. Khi tôi gọi hàm như là 20 và 2 thì mà hiểu à thì là đây là đối số vị trí, bắt buộc cái 20 này này phải là ứng với x, còn số 2 phải ứng với y. À. Nhưng bây giờ tôi có thể viết như này. Thì đối số đấy nó đã khóa nhá, nó gọi tôi viết là x bằng 20, à tôi khai báo luôn y và y bằng 2, được không? Được, tôi viết lại được. Anh thì như vậy là khi tôi viết như thế này, khi tôi gọi vào như này thì khi khi một đối số mà chỉ ra là một cái khóa sau đó bằng giá trị, khóa bằng giá trị thì người ta gọi cái này là đối số khóa, được chưa? Enter vẫn hiểu là đây vẫn đối số khóa nhé. Tức là khi mà chúng ta đưa vào trong cái lời gọi của hàm đó, không phải là một giá trị mà có chữ mà ghi hẳn là x, mà chú ý những cái x này là phải trùng với cái này nhá, phải trùng với cái này, không không được khác đi nhé. Bây giờ ở đây tôi viết là f này, ở đây tôi viết là f mà là a bằng 10 thì là sai bét đi. A bằng 10, b bằng 20 là lỗi ngay lập tức này đấy, mà nó phải đúng là mà thôi tôi cứ tôi gọi f đúng sai f nhé, f nhỏ đi, a bằng 10, phẩy b bằng 2 là báo lỗi ngay nhé. Mà bắt buộc là phải như này này, x bằng này phải đúng đúng phải đúng x này nhé, đúng cái tham số đầu vào nhé. Đó đấy, cho nên là phải viết này, viết là f x bằng 10 y bằng 20 đấy, ngon lành, được chưa? Thì cái này nó là đối số khóa. Thì cái đối số khóa nó khác gì với đối số thường? Cái đối số này là loại đối số vị trí nhé, thì vị trí của nó là phải đúng theo cái tham số của đầu vào. Nhưng đối số khóa thì không cần đúng vị trí, tôi viết là f, tôi có thể viết là y bằng 20 và x bằng 10, được không? Được, hoàn toàn được nhé. Này, được. Và nó chính bằng cái này. Như vậy khi tôi đưa vào đối số nó là đối số khóa thì cái thứ tự của nó, cái vị trí của nó là không cần nữa, mà cần nhất là cái khóa. Đấy. Cho nên là đối với đối tượng là cái đối số mà là khóa thì nó không là đối đối vị trí nữa, cái vị trí thì không cần nữa.
đối với vị trí thì là bắt buộc cái vị trí là quan trọng, bắt buộc phải đúng thứ tự. Còn đối với số khóa thì không cần, số khóa là cần cần đúng khóa thôi, máy tự động hiểu đấy, máy tự động hiểu. Cho nên là cái đối số khóa này cũng là rất quan trọng luôn nhé, rất quan trọng cái đối số khóa này đó. Đấy, được chưa? Cái này như vậy, cái này là cái mà cái này có chú ý nhé. Bây giờ tôi chết chật thật, chúng ta không có ít thời gian qua hết được. Bây giờ tôi như vậy, cái đồ số hóa này là cái đồ số hóa là rất quan trọng. Nhưng mà vì sao nó lại phải đúng 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 với cái này à, đúng đúng khai báo của ta đa nhỉ, khai báo đây nhé, vì sao phải đúng cái này nhé. Thì cái này chúng ta phải hiểu là chúng ta phải hiểu cái bản chất khi chúng ta gọi cái hàm này, khi chúng ta làm như này thì nó là như thế nào. Chúng ta phải, đây tôi nói nó vậy ý nhé. Cái này là một thực một buổi khác, sư đó là một buổi khác cơ, nhưng mà tôi sẽ nói luôn nhé, nói vài câu thôi. Nếu các bạn mà không hiểu tôi sẽ cần dành nhiều buổi khác nhé. Khi mà tôi khai báo một cái hàm nhé, đây tôi khai báo def cái hàm, ví dụ nó có x gì, y và z, tôi lấy ví dụ đấy nhé. Bên trong này có thể có rất nhiều, bên trong đây mô tả rất nhiều thứ, tôi có thể có những cái, mà có cái biến số khác như là x1 bằng 1, x2 bằng 2, đấy, có thể như thế nhé. Được chưa? Đấy. Và nhiều một thông số khác nữa nhé. Đây. Bằng cùng nó là return cái đó, return một giá trị nào đó nhé. Đấy, return giá trị nào đó ở đây. Đấy. Thì các thầy cô chú ý nhé. Ở trong Python khi chúng ta định nghĩa một cái hàm ấy, thì lập tức là máy tạo ra một cái vùng để quản lý tất cả cái biến nhớ riêng ở trong cái hàm đó. Nó gọi là một cái vùng biến nhớ địa phương của cái hàm đó. Để nó tạo máy sẽ tạo ra một cái vùng. Đấy, một cái vùng này mà tôi mà trong tôi hay dùng cái từ trong trong cái tên tiếng Anh của nó là namespace, hay là nó là vùng tên nhé. Như vậy là mỗi một cái hàm nó có một cái namespace riêng, nó chứa tất cả những cái biến là của loại biến riêng, gọi là biến local của cái hàm đó. Tôi có chú ý ở trong cái này các bạn học vào lớp 10 rồi, tức là các biến tổng thể không thể có tác động vào bên trong, không coi là một biến ở bên trong một cái hàm. Trong cái name ở bên ngoài, ở phía trên này có một cái, tôi có viết một cái tạo ra một cái biến là a bằng 10, thì a là biến tổng thể nhé, thì ở cái a này nó không nằm ở trong cái namespace của cái hàm này đâu, nó ở bên ngoài nhé. Rồi cái namespace là cái, thì khi mà tôi khai báo các x, y, z ở đây nhé, thì tất cả các tham số y nó sẽ chu ở đây, x, y, z. Đấy. Và bên trong có cả x1 ở đây nữa, x2 ở đây nữa. Đó. Như vậy là tất cả các cái biến nhớ riêng của một cái hàm là bao gồm những cái biến nhớ mà được định nghĩa ở bên trong cái hàm đó, và cả những biến nhớ mà nằm trong danh sách các tham số của cái hàm đó. Thì tất cả các biến này đều là biến địa phương hết đối với hàm đó. Cái biến này rất quan trọng nhé. Đây là cái biến nó nằm trong cái namespace, cái vùng mà dùng để lưu các cái biến riêng của cái hàm đó. Khi cái hàm này mà tôi không dùng nữa thì nó sẽ động cái vùng này, cái namespace này nó biến mất nhá. Cho nên chính vì thế, cho nên rất quan trọng là cái x gì nó phải đúng khi mà tôi gọi cái hàm đó. Khi tôi gọi cái hàm đó mà dùng đối số khóa, tôi phải dùng chính xác cái tên này thì mới được nhé. Không dùng xác thì máy nó phải báo lỗi ngay. Đấy. Đáng chú ý nhé. Đó thì nếu mà nói về cái phân loại các biến địa phương với tổng thể thì phải làm một buổi khác nữa. Không, thế này thì không đủ, được chưa? Rồi thế bây giờ tôi quay sang thêm một khái niệm nữa nhé. Như vậy là ở trong Python thì mọi thứ đều là đối tượng, thầy biết rồi. Bây giờ tôi nhắc lại, tôi nghĩ một cái hàm này. Bây giờ tôi đâu nhỉ, đây à, đây tôi cái hàm của tôi đây, hàm tôi đấy nhé, hàm là hàm f nhé, đây hàm f nhé. Bây giờ tôi type cái hàm f, có type được không? Được rồi. Như vậy là một cái hàm nó cũng là một cái đối tượng nhé. Các thầy cô chú ý, mỗi hàm nó là một đối tượng.
ép đấy, ép của tôi là cái hàm nó có cái 27, là cái hàm nó bằng gì, hàm này có giá trị là gì, là hai mũ là x nhân với y cộng với x mũ y đấy, là được chưa? Thì như vậy bản thân cái hàm này nó cũng là một cái, nó là một cái đối tượng. Khi tôi định nghĩa một cái hàm thì máy sẽ dành ra một cái ô nhớ, giống như là một đối tượng thành thành ra một cái ô nhớ và lưu trữ cái thông tin của cái hàm đó. Nó vì nó là một đối tượng cho nó cũng đầy đủ các thông tin, là nó gồm kiểu là gì, kiểu nó là kiểu gì, nó là cái ID của nó là cái gì. Mà để tôi biết, tôi có thể biết là tôi có thể kiểm tra cái ID là cái vùng mà lưu trữ cái vùng cái ô nhớ mà lưu trữ cái hàm đó. Đây là cái ô nhớ mà lưu trữ cái đối tượng là F. Đấy. Được chưa? Nhưng mà F nó làm cái hàm, nhưng giá trị của nó là giá trị của F là chính là cái nội dung của cái hàm đó. Đấy, được chưa? Khi tôi viết là G bằng F. Đấy. Khi viết G bằng F thì tôi tạo ra một cái biến mới là G và cùng trỏ và cùng đối tượng với F. Như vậy G nó là thành là thành cái hàm. Và G tôi có thể viết là G đây, G nó là cái hàm thôi. G nhưng G đây là 31 là cái hàm bình thường. Giống như là F thôi. Đây F nhé, 31 này. Đấy. Được chưa? Đó. Thấy không nào? Rồi bây giờ chúng ta quay lại một chút với cái mà tôi muốn nói hôm nay, là tôi nói với chúng ta nhớ lại một chút là cái hàm sort của cái ở trong đây tôi viết A nhé. A là một cái dãy bất kỳ như 3 này, 1 này, 2 này, 10 này, 0 này, trừ 4 này, 7 này, 3 5 nhé. Đó. Bây giờ tôi muốn sắp xếp lại cái dãy A thì có hai cách. Một là dùng lệnh là A.sort. Đây cái lệnh là sắp xếp A theo thứ tự tăng dần. À đây nhé. À. Lệnh thứ hai rất hay dùng lệnh hai tương đương cái lệnh này. Lệnh này đây, tôi copy lại cái này nhé. Là lệnh là sorted. Cái lệnh nhằm lệnh sort này là nó bản thân nó tác động lên A và nó làm A thay đổi, nó làm cho A thay đổi dữ liệu nhé. Nhưng mà chú ý là đối tượng A không thay đổi, đối tượng A vẫn nằm ở cái địa chỉ đó, nhưng mà nó là A thay đổi. Còn lệnh sort thiệt này thì khác, sort thiệt nó sẽ trả lại một cái list mới, tôi viết là b bằng sorted A. Thì như vậy là máy sẽ trả lại giá trị là một cái list mới, nó khác với A nhé, khác với A. A thân A không thay đổi. A không thay đổi về dữ liệu, nhưng mà B là một cái list mới là thu được từ chính A sau khi đã sắp xếp lại cái dãy A này. Khi tôi viết enter này. Đấy. Thì khi đó A vẫn như cũ chứ. A nó vẫn là 1 3 2 đây, nhưng mà B là khác, B chính là cái này. Đó, B chính là cái này. B chính là cái sắp xếp lại dãy A. Như vậy lệnh này rất hay dùng nhé. Hai lệnh này, cái lệnh sorted này và lệnh sort này là hệt như nhau luôn. Hai lệnh này có cái tốc độ chạy là bằng nhau, chúng ta có thể dùng lệnh nào cũng được. Nếu chúng ta muốn thay đổi trực tiếp trên một dãy, chúng ta dùng lệnh sort. Lệnh này có hai lệnh này, lệnh sort và sorted này có cái nó có cái tốc độ chạy là bằng nhau, rất nhanh luôn. Nhưng mà chúng ta muốn thay đổi trực tiếp dãy A thì chúng ta dùng lệnh này. Còn chúng ta muốn là không muốn thay đổi A mà chúng ta tạo ra một dãy mới là sắp xếp lại của A, chúng ta dùng lệnh này. Hai lệnh này là tương đương nhé. Bây giờ tôi thử kiểm tra cái này. Tôi dùng lệnh help kiểm tra xem cái sort thì này sẽ là cái để kiểm tra xem. Đây này. Đây chính là cái cú pháp của cái lệnh sort thì. Thấy chưa nào? Nó quan trọng không? Anh thấy không nhé? Như vậy là cái từ iterable, tức là cái lệnh này nó tác động lên một cái đối tượng dữ liệu bất kỳ, nó thuộc loại là gì, là tuần tự. Cái iterable là tuần tự nhé, đối tượng tuần tự bất kỳ đấy. Và nó có hai cái tham số là key bằng none và reverse bằng false đấy. Cả hai cái tham số này là tham số nó gọi là bắt buộc phải là khóa. Thì khi mà tôi sử dụng nó bắt buộc là phải
nó dạng là tham số không bắt buộc, tức là nó đây là nó có dấu bằng mà là mặc định, không bắt buộc. Nhưng mà nếu mà dùng nó thì phải dùng là khóa, không không được dùng là tham số vị trí mà phải là dùng khóa, thấy chưa? Thì như sau này, như sau nhé, là cái hàm này nó trả nó không thay đổi cái đối tượng này, mà nó trả lại một cái dãy, một cái list mới và sắp xếp lại của cái đối tượng này nhé, đó, của đối tượng này. Và nó làm sao, nó nếu mà reverse bằng for là mặc định ấy, thì nó sẽ xếp thứ tự tăng dần, còn reverse bằng true thì nó sẽ xếp theo thứ tự giảm dần đó. Còn cái key này mà bằng none ấy, thì là không có gì cả, thì chúng ta mới mặc định là không có gì thì chúng ta bỏ qua ấy, thì là nó sắp xếp theo đúng dễ ai thôi. Còn mà tôi muốn sắp xếp theo một cái tiêu chí khác ấy, thì tôi sẽ phải dùng cái key này. Lẽ là tôi mô tả xong, bây giờ thử nhé. Bây giờ đây, bây giờ thì biết như thế này, bây giờ tôi muốn sắp xếp a theo thứ tự giảm dần thì làm thế nào? Tôi làm như thế này, tôi viền dụng lệnh b bằng sorted a, và tôi phải thêm một cái biến nữa là gì, là một đối số khóa là chính là reverse. Đấy, reverse bằng bằng false là mặc định. Ở đây này, chỗ này là bằng for là mặc định nhé, chỗ này là mặc định nhé, bằng for mặc định, tức là tăng xếp theo thứ tự là tăng dần. Còn muốn giảm dần, tôi phải viết ở đây là true thì nó sẽ là giảm dần true. Đấy, thì viết như này thì chúng ta sẽ trả lại một dãy B chính là dãy A nhưng mà sắp xếp theo thứ tự là giảm dần, tôi enter này. Đấy, và bìa B sẽ là nó sẽ là giảm dần. Đấy, thấy không nào? Cái này, chuyện này là chỗ mà rất là khó đúng không? Đấy, hay. Như vậy là cái chỗ nào chúng ta không thể viết là sai nhé. Chúng ta viết là b bằng sorted à, mà viết ngay là true này là sai nhé. Đấy, true như này là cái biến này là biến gì, đây là cái đối số vị trí không đúng ở cái khi tôi khai báo cái này mà đằng sau cái dấu đây này thì nó là bắt buộc phải là đối số khóa. Chứ nên chúng ta bắt buộc phải viết như này thì mới đúng này. Đó. Chỗ này này. Viết tên là sai này, viết tên enter là sai ngay nhé. Đó. Phải viết như này mới đúng. Đây, viết như này mới đúng này. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi sẽ cùng các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau làm ví dụ. Tôi nghiên nói cái key nhé. Cái key là mô tả một cái hàm. Mà cái mô tả cái hàm là cái hàm đó dùng để tiêu chí để sắp xếp cái dãy A này nhé. Ví dụ như này, cái này là cái rất hay dùng lắm, cái này thực tế nhé. Tôi xin phép lấy làm thầy cô làm ta dùng hai ví dụ nhé. Bây giờ sửa từ a là tôi thử tạm thời tôi biết này nhé, a là tên một lớp nhé, tự nhiên là Bùi Hà. Đấy, Bùi Hà Nguyễn Kim Anh ngày thứ hai nhé, ngày thứ ba là Trần Dung nhé. Tôi ngày thứ tư là Lê Quang T nhé. Tiến đấy. Như vậy là chúng ta là có 4 người đúng không? 4 người. Nếu tôi mà sắp xếp theo bình thường nhé, để tôi viết là j bằng sorted a, thì nó sẽ xếp theo thứ tự là từ điển từ trái sang phải. Nó sẽ xếp là b Hà trước này, sau đó là để enter này, tôi kiểm tra cái d. Đây nó sẽ xếp là Bùi Hà trước, sẽ đến phần B trước nhá, sau đến phần Lê nhá, Lê xong đến N là Nguyễn, sẽ là Trần Dung. Đấy. Nhưng mà tôi muốn viết là tôi muốn sắp xếp theo tên trước cơ. Tên trước họ sau thì làm như nào? Đó, thì tôi phải có một cái tiêu chí, có một cái hàm, chính là cái giúp biểu dùng cái hàm key đó. Thế này. Thì cái khai báo của nó là key bằng cái tên hàm. Hàm đó là để dùng để mà tính toán, để mà sắp xếp. Bây giờ tôi phải viết cái hàm để với một cái tên này tôi chỉ ra cái tên của người đó, thì nó sẽ xếp là Kim Anh trước này, xong Trần Dung thứ hai này, và Bùi Hà thứ ba này, và thứ tư mới Lê Quang Tiến. Nhưng mà nó sẽ là
Anh này là trước nhé, phần A này, xong D nữa là Dung là phần là người thứ hai, xong phần H là thứ ba và người thứ tư là Tiến là T. Làm như nào? Thì tôi sẽ phải dùng cái hàm xót thiệt này nhưng mà thêm một cái bến nữa để mô tả cái này. Đấy. Thì làm như sau nhé. Bây giờ tôi sẽ phải viết một cái hàm, đặt tên là tách tên gì đó nhé. Đây, bây giờ tôi viết cái hàm như này, nhanh chỗ này. Gọi là tên đi nhé. Tên. Ở trong đây là một cái name này, nó cũng là một cái name. Thì cái hàm này nó sẽ trả lại là tên của người tên là name. Thấy chưa? Thì trả lại như sau, nó rất đơn giản nhé. Tôi làm như sau này, đây. Tôi sẽ em đặt một cái L là một cái list, đúng không? L là một cái list, chính là gì? Chính là name split. Dùng cái lệnh này. Split. Tôi chuyển cái name này vào này thành cái dãy các cái tên. Đấy. Khi tôi chuyển cái tên này rồi thì khi đó thì cái tên của nó chính là cái phần tử cuối cùng của cái những nhà Bùi Hà, nó sẽ thành hai người là Bùi và Hà. Lê Quang Tiến sẽ là hai người là ba cái tên là Lê Quang và Tiến, này một thêm cái dãy cái list như vậy. Thì như vậy là cái tên là chính là phần tử cuối cùng. Đây tôi sẽ tiếp tục return cái L và cái phần tử cuối cùng nó chính là -1. Chúng ta nhớ lại nhé. Là cái phần tử -1 là chỉ số của phần tử cuối cùng. Đấy, thế ví dụ như là tôi kiểm tra cái tên của cái người là Bùi Hà là bao nhiêu là gì nhé. Đây. Nó sẽ trả lại chính là Hà. Vì tên của một người thứ hai ví dụ như là Lê Quang Tiến nhé. Đấy. Thì nó trả lại gì? Trả lại là Tiến. Rồi bây giờ tôi sắp xếp nhá. Tôi viết là D này, B này, sắp xếp lại này, sort thịt nhá, sort A, được chưa? Tăng dần. Nhưng mà theo cái khóa của tôi là tên, tôi dùng cái gì là key. Đấy, chúng ta bắt đây là key và bằng tên. Đấy. Key này, cái key này chính là key này nhé, chúng ta nhớ lại cái này là key này. Bắt buộc phải biết là key. Mặc định để mặc định là bằng năn không có gì cả thì tôi bỏ qua. Thì dùng ngay cái phần tử của A để sắp xếp. Mình tôi xếp theo tên thì nó phải để như thế này. Thì nó sẽ xếp theo tên. Được chưa? Enter này. Đấy, BB nó xếp theo tên rồi đấy. Đấy. Anh trước nhá, sau đến Dung nữa, sau đến Hà, sau đến Tiến. Được chưa? Đấy. Với cái bài tập này thì làm bài tập này thì nó sẽ xếp theo theo tên trước nhưng vẫn theo cái bảng chữ cái là A là tiếng Anh. Thì câu hỏi đặt ra là nếu tôi muốn sắp xếp theo tên nhưng mà tôi muốn sắp xếp theo bảng chữ cái tiếng Việt thì đó là bài tập về nhà rất là hay và các bạn về nhà có thể làm. Đây là cái bài tập về nhà có ở trong cuốn sách lớp 10 đấy. Lớp 10 và có trong cuốn sách bài tập tôi đã giải rồi đấy. Nhưng mà cái lời giải trong sách bài tập là lời giải nó không tối ưu. Thì cái bài này trong có một buổi khác trên đó tôi sẽ trình bày các bạn cái lời giải tối ưu. Chúng ta hết thời gian mất rồi ạ. Rất là tiếc, tôi định nói tiếp cái phần tiếp theo, phần chính định muốn nói là không kịp nói, là cái phần liên quan đến tạo kiểu dữ liệu mới thông qua từ khóa class. Nhưng mà thôi bây giờ muộn quá, tôi phải có việc rồi nhé. Bây giờ chúng ta nghỉ nhé, thế để hôm khác vậy nhé. Các bạn có thể cứ đưa lên nhóm những câu hỏi, những cái đề nghị mà để cho các buổi tiếp theo tôi sẽ trình bày nhé. Hoặc có thể tôi sẽ không phải cần trình bày mà tôi sẽ trả lời ngay trên nhóm cũng được, cho nó nhanh nhé. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé, vì tôi không. Dạ, đúng em. Cảm ơn thầy. Dạ, dạ, em chào thầy. Các bạn có hiểu gì không? Em cảm ơn thầy. Dạ, hiểu thầy. Nhiều thầy. Ừ, okay. Cảm ơn thầy nhiều lắm thầy. Thế hôm nào thầy có một vài buổi nữa ạ. Ừ, mình dỗi ra mình vấn đề dỗi ra tôi sẽ trình bày nhé. Hiện tôi bận quá nên khi nào dỗi ra tôi trình bày nhé. Dạ, còn nữa mà những cái gì mà các bạn cần hỏi thêm các bạn cứ đưa lên nhóm nhé. Dạ, dạ. Cảm ơn thầy nhiều ạ.